Sao lại đi du lịch à? Mà suốt đấy. Thế tí gửi luôn cả đoạn đấy luôn rồi cắt cả. Bơi thi đấu rồi đấy. Bơi gì đấy? Hồ Tây à? Anh em bè Hồ Tây anh bơi đúng không? Lạnh này bơi gì? Có phải vỡ hết cả anh? Bơi thuyền đấy, bơi chút mà. À, bơi thuyền á? Đua thuyền à? Văn Dương Thanh Hóa. Ê, anh gắn cái bộ tờ à, hết. Đúng rồi. Kìa biết tên em này. Phạm Văn Dương Thanh Hóa. Cổ, kiến bây giờ anh cổ trước. Nhất Thọ Xuân. Thanh Hóa thì cháu biết chứ. Ui giời ơi. Không có bật banh à? Thanh Hóa em. Chưa cả nghìn lượt xem giờ không được 100 người. Giờ vắng rồi, không không like mấy. Mất cái TikTok cũng có điều đó. Mất sợ. Đâu? Ai giời. Rồi. Lực giật mà lực đột đột. Thôi có hoa cái thanh ABS. Không được đột vào tốt. Thôi cho thử. Ui, không có phanh ABS. Mày có bắt được nhà quy lớn không? Không đỡ được. Xe cũ nhiều không có phanh ABS. Nó lòi tốp. Được. Anh mỏi rồi, em nghĩ là 12 giờ em ơi, 12 giờ nghỉ rồi nhá. Anh giờ anh mỏi đấy. 11 giờ ý là anh kia này thiếu điếu thuốc lực này cũng không trên thế, không bay. Vừa hút xong. Anh đen khỏe vãi. Đen. Đen đây, đây là thằng buộc dây á. Đen lai à? Đen kia. Dài lắm. Đấy là áo tím. Tay nó vừa dài lại vừa khỏe. Cổ tay nó kia. Rồi. Cảnh ơi, thôi ra đi Cảnh ạ. Cậu ơi giời. Nghe mày còn đỡ được hơn tí. Anh thì xuống luôn. Anh bây giờ bắt đồ đi, bắt đồ. Thấy không nào? Bắt đồ, bắt đồ đi. À, gần đỡ được. Nhanh được. Nhanh thì đỡ được. Anh ngồi vào ghế. Không anh không cần. Ai làm thế? Bây giờ anh đánh được. Lúc đấy lúc đấy à, mỏi à? Không như chưa mất lực mà. Chưa mất lực mà. Có tí mất lực gì đâu. Hiểu gì chẳng mất tí lực. Mất nhiều ấy. Hiểu gì chẳng mất. Mỏi ngón chứ. Tuấn Thổ, hello em. Hôm nay không hôm qua tuần trước vừa ra ra dưới Lai Xá à? Tuấn Thổ hôm nào lên đây nhá. Nó vẫn lên đây gì nữa? Lên đâu? Nó ở đây rồi. Lâu lắm này. Trước giải Hà Nội. Chậm nhá. Già bắt to nhở? Đây bạn em à? Đây này. Lê Nhất này. Cùng quê cùng họ à? À cùng làng à? Đây. Lê Nhất là ở cùng tỉnh rồi. Khác huyện nào? Em bật được quý lớn à? Ai ôi. À thế mà mặt giống quý lớn thế. Ngày xưa anh giống con vẹt tròn. Nhìn bảo mặt giống cái quý lớn mà sao nhìn giống nhau thật. Điều đời về. À sáng nay chậm thế mà ra học này à? Bơi ở đâu? Tây Hồ à? Thế học trường gì đấy? À. Đâu đến đây thì không xa mày đâu, đi nói chung là chỉ tầm 20 phút là cùng. Chưa. Anh à. Được. Chưa đâu ông rồi mày ông rồi. Chưa đâu. Không. Không. Ông rồi mày ông rồi. Giang này đi rồi. Thôi Giang thua này. Đừng lên quanh ngón đã. Không, quanh ngón vào móc là mày chết đấy. Hết rồi. Bây giờ mà nhấc tay lên là thua ấy. Nhấc lên là người ta đi mất 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 kêu to thế mà. Không kéo qua đây kìa. Hết rồi rồi, hết rồi rồi. Tay bẻ lắm. Rồi. Ơi, được chưa? Nhìn thấy chưa? Tuần sau nữa đây em ơi. Tuần sau nữa nhá, tuần tới là. Hay quá. Có đây chị ơi. Thả cho nhịp trước. Tại vì vẫn đang đau quỷ quá. Đổ thì mình không dám chết hết. Tùng không ra em ơi, Tùng không ra nghỉ đi. Không nhân vật nhiều rồi đấy. Phải có đánh bóc nữa. Đánh bóc đây này. Bắt nhầm người thế mà. Móc phải nhờ chú kìa. Móc phải gặp Mr. Kiên. Sao vật này mà có thằng vật này mà nhà nó gãy được cả cái tay này. Đúng, bình thường. Đấy là do không biết vật tay. Vật tay gãy mà. Ngày xưa ấy là hay bị gãy tay như thế. Bây giờ vật nó là có kỹ thuật rồi.
nó không bị, nó không, nó tránh tình trạng ấy ra. Cứ như là bạn anh vật hôm thằng vật gãy kiểu gãy này, gãy này. Gãy đây là cái gì? Mình cũng nhìn thấy mà thấy cũng đánh được. Rồi anh ấy cho vật kiểu mỏi đấy, giữ vẫn lấy mỏi mà. Mỏi nhau ra vật cũng đánh lực có xuống nhiều lắm. Vừa đánh xong một người vừa đánh người được mấy nguyên rất là khó. Đúng rồi. Cậu cũng cả sức cậu thì thai. Cậu thì thai. Mất cổ anh chưa móc mày luôn. Móc hẳn vào rồi. Rồi, rồi. Kia đánh nhá. Mấy anh này mà gặp Đạt Thúc thì xong đời. Đạt Thúc khỏe hơn. Đạt Thúc à? Đạt Thúc à? Không không không. Đây là new cool shop gì đấy, chắc là fan của Đạt Thúc. Cảm ơn. Vét à? Vét à? Em nó tư thủ anh có vét đâu. Vét à? Đạt Thúc hả? Ra đây một hít. Hai tháng, ba tháng nổi. Lên xà giờ vẫn cứ cạnh cạnh cạnh. Nếu mà chứ là đồ đạc này nó. Thì mày bé đi cho bà đi kìa. Phim về cho bà đi. Chụp nhiều quá, nhìn người nhỏ quá. Đâu? Mình không cần cơ nhỉ? Đâu? Mình đây là mình không thuận. Không cho nó vui sao kịp? Bởi vì mình đang chơi 21 thể thao. Mình đang chơi 21 đâm ra mình nhắm mất sự cố gấp đôi anh em. Tuần trước hoặc tuần mà ra đây xong. Tuyên bây giờ đang ở bên Bắc Linh ấy. Ờ đấy, tuần trước nó vừa ra đây xong. Giao lưu thì không tầm 2-3 tuần. Giao lưu con căng thì không tầm 2-3 tuần. Thanh Hóa ấy, đang ở Bắc Linh ấy. Đẹp đấy. Móc khỏe nhờ, móc khỏe thật. Lực móc tốt. Biết nhớ. Đeo hết rồi nhớ. Chưa em 3 tháng. Yếu mà. Chứ mà hạng cân bằng nhớ thì nhớ khỏe hơn. Đúng là so với game khỏe. Chưa ai bảo là yếu đâu. Anh chưa có đi mày mày tự ngửa ra. Anh chưa có đi mày tự ngửa ra. Khỏe đấy. Cái mấy cái người ít ra cái nhớ. Ờ khó nắm. Móc nó khỏe. Móc tốt. Giang mạnh lắm. Thì thằng Giang nó tập suốt thì thằng này nó có tập đâu. Để Giang nó khác hẳn trước thằng cao thủ nào vậy anh? Vấn đề ngày trước thằng này nó một tập nhưng nào? Cao thủ sao nó mặt lại mặt Tuấn tên Tuấn Anh ở đây để mặt thằng Huân Sứa này. Thằng nào nó cũng yếu đấy. Hả? Thằng nào nó cũng yếu ấy mà yếu cổ. Nhìn sao nhìn mặt quen quen. Thằng Huân nó không quen quen. Thỉnh thoảng nó có việc ở đây mới ra thôi. Go. Mọc ai ạ. Ok Tuấn Anh. Ai ạ? Go. Hơn. Nó 6-8-9 cân đấy. 6-8-9 á. Kia này, anh kia tiêm mọc này. Ừ. Tao sợ tay dài to lắm. Nào. Tôi sợ tay dài to à? Vừa dài vừa to. Như từ tay trái đó. Bình tĩnh nhỉ. Chưa đến lượt. Có mấy một lần tốt nhỉ. Em kia. Tôi giật tay ngột vừa tốt đấy. Nó còn đến nhiều cái lắm. Nhiều người là khỏe nhưng ta không lộ gân đâu. Vì thịt cơ bao nhiêu nó che hết. Sai bên trong. Đấy, nó ở bên trong luôn. Nhưng mày là ông ấy là vì ông ấy toàn da bọc cơ. Siêu rồi. Ăn lợn. Mày ăn lợn. Ăn lợn. Anh đón lấy. Con lợn siêu lạc thôi. Nào anh chuyển cho biết thì lợn mua anh thì lợn vành nhé. Đỡ phải chích. Đỡ phải chích. Nhưng mà phải nắm vào đánh như thế. Phải nắm vào nhai phải xấu. Đỡ phải chích. Con ngón cái lắm nhai thì mình lấy được ngón cái. Người ta chiếm hết đây. Ống nước cho được. Phải nắm. Đi tập đấy luôn được. Đâu? Chú Quý đang ở đâu? Quý học. Viện cảnh sát à, viện cảnh sát à? Viện cảnh sát gần đúng rồi sao cũng rồi. Viện cảnh sát nhưng cũng họp thường xuyên đấy đúng không? Ừ, nó vẫn họp mà thứ mấy vẫn họp thường xuyên, đội đấy vẫn họp với nhau. Ngắn biết có họp không từ khi vào đấy là mất tích luôn. Thưa. Chắc bị thu điện thoại. Đúng. Viện học như sao mà tốt rồi. Gần là áo trắng tốt lắm. Đáng quý. Móc đỡ gần chính là tốt nhiều. Gần 70 cân. Tranh thủ tranh thủ thắng được đã. Chân nó to. Cái này nó thì không vượt hạn. Chân này là 90 cân. Cái cung độ nó dài mà đòn 7 nó còn hơn. Đấy đồ móc à? Bàn kia, bàn chiếc ổn kia.
nghỉ vào tay luôn. Cung cung đường cái tay cung độ nó dài nó vẫn đấy hơn. Em tưởng chèo thuyền tay phải khỏe hơn chứ. Đi về. Mới tập chỉ có tập lâu đâu. Mà kiểu anh phải vừa chèo thuyền vừa vật tay ấy, thế nó mới khỏe được. Vừa một tay là vừa chèo thuyền một tay vật tay thằng bên cạnh. Đỗ. Cố lên kia ơi, kia ơi. Móc thì dở rồi. Anh em móc thì dở rồi anh em. Anh trả công cho mình. Từ từ anh kia lắm, bình tĩnh, bình tĩnh. Tính đúng thế nhở? Đúng đấy. Không ấy thôi, đừng cố nhá. Móc vào nhưng mà toàn đánh búa đây. Đứng lên, đứng lên anh kia ạ. Không được. Em nhìn sắc mặt em thấy là anh được đấy. Thôi dừng đi. Anh đừng để mất về là được. Được rồi, được rồi. Rồi, ok. Rồi, rồi, rồi. Tay trắng bạch luôn. Giống như gì mình không có sai. Đánh vào móc bật trên. Dài yếu rồi, anh tốt, toàn anh tốt rồi. Anh bị bật. Dài rồi. Xin anh tốt. Hiếu mới chơi tập vật tay, Hiếu nào anh rồi? Go. À, Hiếu Vĩnh Phúc à? Uống mặt luôn rồi. Hiếu ơi, ra đây xem Khang này. Uống anh ơi. Hiếu thì đúng không? Phúc uống mặt luôn đâu. Vẫn này thắng nhanh hơn đấy. Đúng rồi, dài cơ. Đó đấy. Bên đây thì đàn tám là Phúc uống gì nữa? Hiếu. Không ảnh nhận. Đào Thiên vào nữa, lo gì á? Hiếu ủng hộ Khang này, Khang lâu lắm nó không vượt tay trở lại. Sợ cái gì mà Hoa, nó có đánh top rồi mình. Nhưng mà nhìn tay này khiếp. Sợ gì, hiếu sợ gì anh? Như anh Tùng anh bảo ấy, mẹ tay to tay bé vào vã hết. Lì vào anh ạ. Sợ anh gì? Không thấy anh Tùng anh còn vã được cả Nicolas ạ. Just Nicolas. Ây dày, Tùng nó ghi cho đi cao OT được. Này cái này thì làm sao mà xuống được người tôi lại bé nữa. Anh sợ à? Gì nó hơn 20 cân đi. Sao chỉ đi về. 30 cân. Cổ tạ. Đây bỏ cổ đấy, để bỏ cổ kia chết luôn đấy. Đấy, dính rồi, phải dính thế rồi. Dính đòn rồi. Nó chưa xuống đâu. Anh Kiên có khăn rồi, em nghĩ anh Kiên có khăn rồi. Anh Kiên phải chuyển thôi. Khả năng anh Kiên hết lực. Chưa. Một tí chưa. Nào cảm ơn, có chân lên, cảm ơn, có chân lên. Đúng rồi. Ôi, kinh khỏe lắm ấy. Xoay búa rồi. Bà, được, nó bốc lên. Kinh khỏe lắm. Anh Kiên mà không thông. Nãy nào có thế đẻ một cái vẫn dư. Vẫn dư được. Mày bật banh kiểu gì đấy? Tay anh ngắn. Tay anh ngắn. Go. Tay ngắn đất lực rồi, anh Kiên đánh có hết lực đâu. Móc người ta mình thiệt ngay. Tay trái mình đâu móc được tay ngắn. Bắt đi anh. Rồi. Tí nữa. Ai chưa được. Ấy rồi. Ai được quá nhỉ? Kiên anh mà. Lên phát nào. Mê thật. Anh bảo anh lên. Đánh cái này mình đánh vui luôn. Đánh này mới đúng lực mới vui đấy. Tí nữa cậu mới hết lực ngay. Cảm ơn em nhá. Được. Rồi. Cười à. Cái gì không? Con này anh. Đấy, hai người đánh ngang ngực lên đánh vui đấy. Sợ nhỉ. Còn kia thì trên clip bé tí. Anh em tí vào nhá. Go. Thôi à. Đâu rồi. Anh kia hết lực rồi. Ơ kìa, đạp chim, thế này chịu đạp chim luôn. Hay quá, cái này kiên phai. Thằng ơi. Chịu chịu mới được kiên phai. Cái chịu chịu mới được kiên phai. Mắt anh kia thắng có gì nữa. Cái trái không không. Cái trái móc cái gì. Thế mới vui. Xước chân này kìa. Xước chân này. Lấy rồi. Từ bên kia cái đinh. Ui. Tầm này ước có thùng đá thì mẹ ngon nha. Ước có thùng đá. Không ơ, móc vào đau quá. Máu đang bơm vào những cái chỗ viêm nó căng xong nó tức. Máu đang bơm mạnh. Cố. Mệt chứ. Mày mà cao mà vào móc được công kia rồi anh nghe hả? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Kinh đấy. Cố. Cái ơi. Đánh rồi. Đánh vào thế mạnh vẫn thua thì dở rồi. Tốp. Ở đây tốp. Thôi anh về đây.
tốt luôn nào. Tốt bỏ dây đánh vui đấy. Bỏ dây đánh vỡ mặt. Tốt bỏ dây đánh vỡ mặt. Anh cái chiếc áo đi không tay này nhiều lắm nhìn nó cháy khủng khiếp lắm. Xoắn. Chi áo á? Nhìn này. Bên tay nó bên sợ chưa? Sưng tay. Chích roi mà. Lợn chích roi mà. Anh kia lại có toán lòng luôn. Ơ mới sợ đấy. Bao nhiêu roi là hấp thụ hết. Bao nhiêu roi anh hấp thụ hết. Ô tô để anh hấp thụ hết. Lấy cỏ rồi. Ôi. Cỏ đây. Ngoài của nó đây. Không chơi được đâu. Tay trái yếu lắm. Ôi. Cái này mà hai buồng dừa rồi. Hai buồng dừa. Móc đi móc. Go. Oh! Mày đã thua rồi. Chưa có tài. Về nhá. Anh Hòa móc chưa tập tốt. Không có tài không? Ừ. Nó thử lại nó đang lên cái dài. Ok. Rồi. Mình móc. Chứ mình không có tài. Đánh đánh lại. Đúng rồi, đây mới đối năng lực. Đừng nha, đừng ai. Đấy, vét đấy, vét tí mới được vét đấy. Mà tự gì. Tay phải đi. Anh kia lại ra đá gà. Tưởng ra đá được. Không tay trái chứ. Tay trái em yếu lắm. Đấy vừa thắng còn gì nữa. Tay trái yếu lắm. Mấy cái không phấn. Hạ thấp mình để nâng cao bản thân đấy. Chịu ấy. Bài cả đấy. Trên cân bị quá ao vào cân nặng cắt nước ạ à, phải cắt tinh đi. Phải cắt tinh không cho booking không cho booking chính cắt nước mệt lắm ấy đừng đùa cắt nước mất sức kinh khủng luôn cắt cái gì cũng mất sức hết cắt cái gái gì cũng hết cắt được khi cân thôi nhưng mà cắt xong vật luôn thì chị... cắt gái khỏe được cái vải khỏe cắt phải trong một ngày thôi cắt gái một tuần xem đi đây là vừa mới cân ra một tí vào chiến luôn. Cắt gái là tụt tét đấy. Hay là kiểu lật là cắt xong 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 rồi thì tan đi, có chị đâu. Mất cổ. Go. Xoắn mạnh. Cắt tinh nhé. Hả? Đồng bộ dáng thì chi thể thao này. Xong rồi tập nặng xong không chịu sáng tạo, không chịu sáng tạo không? Thấy nước phá như là lợi quá, này lợi quá, này lợi quá. Phải để thế. Không thể đánh người nhà được, người nhà vẫn bắt chuẩn. Nhấc ra rồi xuống. Người nhà vẫn bắt chuẩn. Nhấc ra rồi đặt ngang xuống. Đấy, đấy, đúng rồi, đánh thế nó mới khô máu. Cứ chậm là được. Mau anh vá mấy cái đầu tập. Go. Ôi ôi. Tay đâu rồi, tay đâu rồi. Go. Ôi ôi. Tay đi người lại đây là dở rồi. Chưa hồi 100%. Đang trong giai đoạn chấn thương. Ba tháng rồi. Không phản ứng gì luôn. Đây. Anh về đấy ạ. Gặp anh ấy. Tập lại đi. Vâng. Vâng.
Úi trời, thử tay không nữa nhá. Thử tay không nhá. À, anh có thế đó. Nhưng mà đánh La Rat, như nếu mà đánh xong trận 1, trận 2 hết được đánh. Gần như xem trận đánh La Rat đánh trận 1 cứ nắm tay càng lâu thì ông càng lợi. Bể kinh khủng. La Rat nó làm một cái nó khỏe, cứ cầm một tay cứ gì con cái ăn cơm lúc mỏi con cái thì con cái khỏe anh. Đó, dồn vật dây. Ra Hà Nội 3 tuần liên tục mất 7 cân. Con cái khỏe, dồn vật dây. Cậu, khỏe đấy. Không ăn nhiều nhà. Gỡ đấy rồi được giống như mấy thằng chó thôi đừng có hét nữa hét nữa tuần này vượt vui thôi, tuần này không có lực để bật hết sức đâu, tuần này không có lực để bật hết sức đâu. Gỡ thôi hết được rồi, tuần này không có lực để bật. Em mà mày anh rủ mày thì mày không bật không hết được rồi. Lực này mà giữ lại tay thì đúng thì không ấy được hả? Cổ chấn thương không được, không tập được nhiều, chấn thương không tập được nhiều. Đi đi, không lấy bóng nhỉ? Đây như là rồi sao? Không, bị hoàn trống. Anh ơi, em trắng em vật anh mới. Chọn ngay người đua đang đang còn ít này chứ. Còn lên kia rồi. Rồi. Ôi nhanh lắm. Cầm nó thì là chẳng lên hình. Đánh mất hình luôn. Đánh được mạnh. Được mạnh. Cái lực vả. Chẳng có lực cái tay lực. Đánh gì? Để chơi thôi. Anh tay trái không em? Tay trái. Bạn đẹp nha, bạn đẹp nha. Ừ, anh tay trái. 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 Tay đây vào đây. Đây nhá. Đây. Đây cả chưa bị mở sai. Mở sai. Sai trung bình 3 6 tháng mới hết. Không mới hết được. Đánh xong tí về lại mua đá thì ngâm tay đây. Cứ xong là lại phải mua đá thì ngâm tay. 10.000 ấy. 5.000 thôi. Ngâm mua cái tay. 5.000 thôi. 10.000 là buốt lắm. Chơi từ đá có 8.000. Cũng phải xem anh mà đá ngâm thì nếu còn chậm. Uống thì mình tự làm, đéo ngâm. Nhá. Đẹp này. Tiền mai hết. Mua cá gục đá khai thì mình đứng ngâm chị thằng này sang ăn đâu. Đứng yên này, đứng yên này. Go. Đéo nữa. Chưa xuống đâu. Xuống rồi. Ngâm tay như đi vật xong rồi, hoa tập tay xong tuần về phải ngâm. Tập xong cũng phải ngâm, không nó nhức cả đêm. Trời ơi, trời ơi. Về ngâm luôn, tay hết lực lấy. Chịu nhiều, lên vai, lên vai nữa này. Chịu nhiều lắm. Cơ à. Đấy, anh em chơi à. Không kiểu nhảy đâu ấy. Về sớm về tới lái xe bằng hút. Em một tháng nữa, anh hồi hết á. Một tháng nữa là anh sẽ tách sai, hai tháng là có thể hồi được một phần. Thế thôi nhá. Đấu đỉnh đã nhé. Đấu đỉnh xong rồi. Hôm nào ngẫu nó lên thì đi lên đây. Cần mà anh đứng mà em kéo thêm sức bị mệt. Để đánh cái thua đi. Tôi đi về đi. Người đéo đâu quá. Mày giả ông, nó không tắm được cái gì.
Go. Vét à? Thế đi bộ đi. Vét. Cứ đu đỉnh bắt cái gì cổ đến đi. À, ấy à, thế ghê đấy. Vào dây đi. Ghê đấy. Thế bảo đánh về trái. Ừ, này trái. Đi. Tay trái chưa này đánh gà đánh ngăn chắc thật đánh luôn người ngoài cầm tiền luôn. Chưa nắm đã mệt đúng không? Go! Thôi. Thôi. Bảo là con gà với anh đá. Đá được phát nào chưa? Go! Đây này. Tầm 1 triệu luôn rồi. Tay trái của anh nếu có lực thì nó chỉ bằng 60% tay phải. Tay phải là nổ sai. Đơn 7 đòn là ăn đi vật nó nổ. Vật nó nổ do không tập được nhiều. Đấy cơ hội đấy. Cái em vừa ra đây cái là sờ đấy là xong thôi. Ui giời, cổ Nguyên cứng lắm. Cứng lắm. Cứng lắm. Cứng lắm. Anh kéo đi là em xuống. Đấy. Cứng lắm. Chơi mà nói. Gà đấy thì không biết không biết được kiểu sao. Đấy. Gái nhìn mình chỉ nhìn đòn thôi. Cao thế, cẩn thận thế. Chấp à, chấp à. Anh em thử xuất hiện miếng không? Đây. Mình vật lúc nào mình phải chủ động thì mình sẽ tránh chấn thương. Mình vật thấy bị động giống kiểu đối phương mà họ lợi thế mình quá rồi, mình cố giữ là mình dễ dính á. Chứ dương á. Tay này mình thấy mình đuối là mình nhả luôn. Gì thế? Hết lực rồi à? Không. Không còn được nhưng mà nếu đánh tốt phải dây. Tốt phải vào dây. Đánh đây, không vào dây thì sao giữ được. Không vào dây họ có móc được. Thế. Giờ cầm lên tốt phát tuột luôn. Đấu giải nhiều khi mình vòng bảng mà mình gặp đối châu phát là mình hết lực. Đó là gì nhỉ? Cái mình càng yếu mình kéo đánh được. Chấn thương. Không ăn đậm mà sẽ thấy máu. Cậu hết lực rồi em, hết lực rồi. Người đang hết lực. Hết lực rồi. Oh,
phải chết sớm hơn rồi, không ấy được. Tập gym xuống rồi. Đó. Anh tập ở đây á. Đẩy dài đi đâu luôn. Có. Nhìn mày càng to đấy. Không phải đẩy chứ. Thằng này về nhà ăn hết ngăn cho mèo. Anh Hòa hôm nay là lợi lực là ít đối đánh với anh ấy. Một người ta khỏe, phải công nhận người ta khỏe. À. Chưa. Anh ăn mẹ. Kẹp. Anh về anh nhé. Chưa. Rồi, ok, rồi. Ôi mày lát tay anh. Không cho. Không cho chạy. Tay đừng có lực. Chạy. Không mày liệt thẳng rồi còn đâu, mày lực. Sạch được rồi. Nắm hết được rồi. Không tập cái yếu hẳn. Đuôi. Đúng hết lực rồi. Chứ tét xoắn được 30 chân luôn. Đúng rồi, đánh ác. Đợt mùa đông xoắn 52 cân. Đã có được. Đã vào cái gì cái đuối thành. Cắm cái đường không lấy được cổ, không lấy được. Rồi. Ba mỏi. Cứ đánh. Giảm từ 3 đến 8 là được. Cần 20 cân. Chết à? Hồi đấy nhá, hồi rồi. Gây. Úi giời ơi. Bài thấp dưới bàn khó đánh. Ngồi mỏi rồi. Mỏi rồi. Ôi thế bây giờ hóa ra là Khánh vô địch ở đây à? Điên rồi. Hợp lý, cái gì nữa? Tính vào vòng rồi. Để nó tính đến cuối ông phải đá vô địch. Tính vào vòng tính điểm. Giờ anh tính điểm đâu? Chị nào? Chị nào để chân nhá. Thôi về đi. Người nhá, hôm nay mọi người về sớm nhỉ. Thôi. Đổ đèn đi anh. Đổ đèn vô đèn gì?